một hiện tượng toàn cầu. Chương trình truyền hình thực tế về hành trình tìm kiếm tình yêu. The Bachelor có bản quyền từ Mỹ với 125 mùa đã diễn ra. Hơn 1.000 tập được phát sóng tại 30 quốc gia. Chúng ta sẽ theo dõi hành trình một anh chàng độc thân tìm kiếm người phụ nữ của cuộc đời mình. Từ một nhóm những cô gái cá tính và xinh đẹp, những cô gái sẵn sàng nắm bắt cơ hội với tình yêu. Mỗi cô gái sẽ mang đến cho chương trình một câu chuyện độc đáo. Và bây giờ, The Bachelor sẽ đến Việt Nam để giúp một chàng trai và một cô gái cùng tìm thấy tình yêu đích thực. Câu chuyện cổ tích chân thật sẽ được vén màn tại Việt Nam trong năm 2018. The Bachelor Việt Nam.